Mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết mới nhất ngày hôm nay, mùng 6 tháng 8 năm 2024. Dự báo thời tiết đất liền 24 giờ tới. Khu vực Hà Nội, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến đông nam, cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Riêng Nam Sơn La, Hòa Bình, nhiệt độ từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận chiều nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam từ 31 đến 34 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ.